Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Đầu tiên xin mời diễn viên Dương Thanh Vàng. Xin chào chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Minh Khánh. Rồi. Dạ, xin chào chị, xin chào anh. Em là Minh Khánh, xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị đang xem đài và đang xem chương trình Thử Thách Bất Ngờ. Bây giờ là mình có trai xinh rồi đó. Bây giờ mà chỉ cần gái có gái đẹp thôi nha. Nhưng mà phải đẹp nha chị. Phải đẹp nha. Dạ. Để coi đồng đội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Ngọc Hà. Khớp với em rồi, đâu có đẹp bằng em được, đâu có đi chung với em được. Và xin mời Ngọc Hoa gửi lời chào đến quý vị khán giả nào. Dạ, Ngọc Hoa xin chào quý vị khán giả và chị MC xinh đẹp và hai bạn cùng chơi. Hai người bạn. Không đẳng cấp với em ạ. Hôm nay Ngọc Hoa rất vui đến với chương trình để bổ sung thêm kiến thức của em. Nên em nghĩ là cái khả năng mà 12 trên 12 cộng kèm phân nửa đại học của em thì em nghĩ chắc chắn em sẽ thắng được bên kia. Wow. Rồi, chắc chắn là thắng luôn đúng không? Dạ, chắc chắn. Nhưng mà đường dài thì mới biết ngựa hay, đừng có phán sớm quá nha. Bây giờ chờ đón một đối thủ cũng gọi là rạng rỡ không kém luôn. Xin mời diễn viên Thảo Trâm. Gái đẹp đó. Tại mới vừa bước ra là giới thiệu luôn là gái đẹp đây. Lời đầu tiên thì cho em xin phép được kính chào chị MC, các anh chị cùng chơi. Dạ, như mọi người được biết thì em tên là Thảo Trâm và rất vui khi được làm quen với các anh chị cũng như là được chơi cùng với các anh chị. Xin chào. Bình thường á thì có bao giờ mà các bạn cảm thấy bị lo lắng với cái vốn từ ngữ cũng như là cái vốn chính tả của mình chưa? Thật sự là em rất là lo lắng về cái vốn chính tả của mình luôn. Như mọi người đã biết là em tên Thảo Trâm mà em tên Trâm Á. Ngày xưa cha em định đặt em tên là Trâm Ớ nhưng mà cha em sai chính tả nên đặt em thành Trâm Á, sai chính tả từ thời cha em luôn. Di truyền em ơi. Trời ơi. Thiệt á, nếu mà Trâm không nói là nó Trâm Á nãy giờ thì mình phát âm là Trâm không luôn á. Mọi người cứ nghĩ là cái tên em đặc biệt không rồi nhưng mà thật ra không phải, cha em sai chính tả. Nhưng mà em phải cảm ơn cha em đi, bây giờ giữa muôn đúng ngàn rồi. Người tên là Trâm Ớ đúng dạ. không? Thì đúng có rồi, mỗi mình em là Trâm Á. Dạ đúng. Chỉ có một mình em là Trâm Á. À, vỗ tay. Hồi nãy giờ mình cũng giao lưu nhẹ nhàng để biết coi cái khả năng của mọi người thế nào rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái thử thách đầu tiên để xem mọi người sẽ vượt qua như thế nào nha. Và vòng 1 của chúng ta được mang tên Biệt đội ngôn ngữ.